Thưa quý vị, một năm triển khai miễn thị thực đối với công dân 5 nước Tây Âu là Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia. Du lịch Việt Nam đã có nhiều cơ hội thuận lợi hơn trong việc thu hút khách du lịch từ 5 thị trường quan trọng này. Mặc dù việc triển khai miễn phí visa chỉ là điều kiện ban đầu để thu hút thêm du khách đến với một quốc gia. Về lâu dài, du khách có quay trở lại hay không thì lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chất lượng dịch vụ du lịch, văn hóa du lịch. Tuy nhiên, những lợi ích từ việc miễn thị thực thì không thể phủ nhận. Nhưng việc triển khai chính sách này thì chỉ trong vòng một năm với thời hạn gia nhập cảnh là 15 ngày đang gây những băn khoăn từ phía ngành du lịch. Một năm triển khai chương trình miễn phí thị thực cho du khách châu Âu từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016, tổng số khách Tây Âu của doanh nghiệp này đã tăng 5%. Cùng với đó, giá tour áp dụng cho khách châu Âu đi tour Việt Nam cũng giảm do giảm chi phí từ thủ tục xin visa. Chính sách của chính phủ có hiệu quả, tuy nhiên theo đánh giá của thị trường thì mới tập trung vào khách lẻ. Và để mà các công ty du lịch tập trung đưa khách đoàn đông quốc tế vào Việt Nam thì cái chính sách này chúng tôi kiến nghị có thể tăng từ 3 cho đến 5 năm. Và cái thời gian được miễn thị thực nó kéo dài từ 30 cho đến 45 ngày để phục vụ cho cái nhu cầu du lịch tham quan hết cái giải đất hình chữ S của Việt Nam mình. Và cái thời gian đó đủ để các công ty du lịch khảo sát thị trường, xây dựng sản phẩm cũng như là khách hàng lựa chọn điểm đến tốt nhất khi đến Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, qua một năm triển khai miễn phí visa cho du khách châu Âu, từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016, số du khách thuộc khu vực này đến Việt Nam đã đạt hơn 550.000 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ. Phấn khởi với việc gia hạn visa thêm một năm của chính phủ, nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch triển khai các tour để tận dụng chính sách này. Tuy nhiên, quyết định miễn thị thực này lại bị hạn chế về mặt thời gian, nên ngành du lịch cũng mất đi nhiều khoản thu. Khi chúng tôi nhận được cái thông báo về thêm gia hạn thì chúng tôi sẽ gửi ngay thông điệp đối với đối tác của chúng tôi ở năm nước. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ tận dụng tiếp về cái cơ hội là tập trung bắt đầu xúc tiến mạnh hơn cho các cái thị trường này. Cái việc là chúng ta cấp cái visa cho khách một lần rồi quy định cái thời gian tối thiểu bao nhiêu lâu nữa thì mới cho miễn thị thực lần thứ hai sẽ gây khó khăn cho chúng ta trong cái việc là phát triển cái sản phẩm tour liên vùng trong cái khu vực Đông Dương và khu vực châu Á. Ngoài ra còn hạn chế cái việc là chúng ta sử dụng chính các đường bay đi và đến Việt Nam. Các cái chương trình tour xuyên Việt thì cái thời gian là 15 ngày nhiều khi là không đủ cho du khách. Việc miễn visa ngắn hạn chủ yếu thu hút khách đi lẻ. Vì thế, các đơn vị lữ hành tổ chức khách đoàn lớn vẫn còn dè dặt, chờ đợi một chính sách dài hạn ổn định. Trước tình hình này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có công văn số 1399 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian miễn visa cho khách 5 nước Tây Âu từ 1 năm lên 5 năm và tăng thời gian miễn visa cho khách du lịch các nước này từ 15 lên đến 30 ngày. Chỉ có như vậy, ngành du lịch mới khai thác triệt để các tiềm năng du lịch vùng miền và tránh lãng phí thất thu từ nhiều khoản.